Xin chào các bác, Đồ Nhật Thanh Huyền mời các bác cùng shop đi test cái em máy xay sinh tố Tiger các bác nhé. Bằng việc là chúng ta sẽ xay thử đá bào. Đấy, cả một cái viên đá to đùng như thế này luôn. Đá làm từ khuôn làm kem các bác nhé. Đó, hai viên này. Rồi, lắp rất là chặt vào luôn nhé. Chúng ta cùng đi test và kiểm tra xem là xay trong mấy giây nhé. Tắt đi, trời ơi. Trong khoảng 15 giây các bác ạ. Ê à, chặt quá, phải mở ra. Trong vòng 15 giây mà ra đá bao như thế này các bác ơi, cả một cái đá to. Đó, từ khuôn làm kem cái này đổ vào hai viên đá to như vậy, hay gọi là hai viên đá kem to như thế, mà 15 giây như thế này rồi đã thành đá bào như thế này. Vì em nó là một cái em máy xay sinh tố siêu vip đến từ thương hiệu Tiger đấy, mút răng đây cực kỳ hít, rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó, lưỡi dao titan luôn. Rồi chúng ta sẽ đổ ra và kiểm tra về ngoại hình của em nó luôn. Vâng, đây chính là bí quyết mà khiến cho em máy Tiger này có thể xay đá cục to như thế trong vòng 15 giây thành đá bào các bác nhé. Đây chính là cái lưỡi dao titan này, có 3 lưỡi 6 cánh các bác ơi, 6 cánh và cánh này. Đấy, nhìn cái răng của cái lưỡi này chúng ta biết này, titan. Đó, đây là cái răng cao su của máy các bác nhé, shop vừa mới tháo ra cho các bác. Chúng ta sẽ để vào. Đó, để vào như thế này. Đấy, còn đây, đây là cái cối của em nó là cối thủy tinh siêu chắc, rất là nặng tay luôn, cầm rất là chắc chắn cho các bác nhé. Đó, rất là chắc chắn luôn. Và em nó là dung tích là 700ml. Đây, phần nắp đây, nắp này chúng ta sẽ cần lưu ý ạ. Chúng ta sẽ cần lưu ý ở phần open đây, để cho đúng vào đây nhé, cho đúng khớp. Cái phần push này cũng phải đẩy vào đây các bác nhé, thì máy mới hoạt động được cho các bác đấy. À, để đảm bảo rằng là nó khít doang với miệng của cái cối, để trong quá trình máy xay nó không bị văng nguyên liệu ra ngoài. Đó, rất là hay ở chỗ đó, cực kỳ là VIP mới có như thế này, các bác lưu ý nhé. Và em nói thì có 3 chế độ chạy, thấp, cao và flat là nhấn nhé, stop đây. Chữ tiếng Anh rất là dễ dàng sử dụng rồi, không phải chữ tiếng Nhật gì hết. Màu đỏ mận, mận mận một xíu thôi. Dung tích là 700ml này. Công suất là 250W. Đây là cái công suất rất là lớn đối với cái dòng máy xay sinh tố. Thông thường như dòng máy xay sinh tố của Nhật thì chúng ta sẽ thấy chỉ tầm khoảng hơn 100W thôi. Đó. Còn riêng em này là dòng VIP này 250W. Đấy là lý do tại sao mà công suất cao và lưỡi dao titan để cho máy nó mới xay một cách nhanh chóng mịn như vậy. Đấy, một em Tiger các bác nhá. Rồi, đấy, và lắp vào như thế này. Phải khớp trên, khớp dưới này thẳng hàng với nhau các bác lưu ý này. Push, ấn xuống này. Và chúng ta thấy rằng ở đây có hình chữ nhật, hình tam giác, chúng ta sẽ để vào đúng vào đây. Đấy, để đây là chỉ để vào thôi nhé. Và chúng ta phải xoay cho hình tam giác nó về đúng cái khớp này. Thì lúc này nó mới kết nối một đường thẳng từ trên xuống dưới. Đấy, và chúng ta sẽ cắm điện vào. Vâng, và giới thiệu rất là chi tiết rồi, đã quay video test rất là cụ thể cho các bác rồi. Thì giá này là bao nhiêu? Giá một cái em siêu VIP như thế này, lưỡi dao titan công suất rất là cao, xay rất là khỏe như thế này là bao nhiêu ạ? Chỉ với là 1.300.000 đồng cho các bác. Bác nào nhanh tay thì alo ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy, để có thể được sở hữu em nó nhé. Một cái em dòng máy xay siêu VIP đáng đồng tiền bát gạo luôn các bác ạ. Ngoài mẫu đôi dao Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu máy xay sinh tố khác nữa. Mời các bác liên hệ theo số điện thoại Zalo góc phải màn hình chúng ta đang thấy, để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cũng như chúng ta hãy ấn nút like ở dưới video, cũng như là ấn chữ đăng ký để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồ Nhật Thanh Huyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.